bên trái. Rồi trống cứ lên. Rồi trống cứ lên. Cái giấy nó giọt hơn chút. Rồi cũng làm vài vòng dọc bít thì rôn tí đó. Chứ cái mô này tôi thấy nó không có cá đậu như không. Nó có nít là nó không nghĩ chuyện. Tôi nghĩ sao anh đặt cái chai lên chỗ mà cái cột trên lưới á, biết bao nhiêu mét. Hay là đặt ở chỗ cái điểm nào vậy không? Mà vừa đủ hết rồi. Gấp mấy dây. Vậy là cho gấp dây phải không? Mấy ngon rồi. Đó bây giờ chứ bay á, bây giờ là cái rồi. Chứ tôi bay tôi lắm cũng được thôi, tôi bay một vòng được rồi tôi làm vòng nó rôn ra đất. Còn nói tôi nếu mà rớt thì tôi thua anh là 2 triệu. Cái độ mấy xung. Vẫn đó mình phải qua nè, đó trái. Lên ga là nó ngóc đầu. Đáp là có. Đáp là khó tụi bay. Còn lên để đất tôi cốc đầu tụi bay luôn. Anh đề ba anh tụi bay lên thì dễ tôi nói được mà đáp là đáp thẳng đi. Chuẩn bị đáp. Không, đáp được thôi. Mới 2 phút à. Đáp được cá, cá khô chứ được cá dễ làm cá làm chó gì luôn. Bây giờ lên gạch gạch được tới cái sân là sạch xịt ra nè. Thấy không? Đáp giữa đường, đúng đường giữa đường băng. Lấy 20 triệu. Lấy tùy hao sức gió. Bay cái chuyện bình thường, cất cánh là chuyện bình thường. Như nãy định nó lên đây, nó xéo lên đây, nó xéo nhưng mà vẫn lên được cái gì. Đáp khó. Rồi coi bít nha, Nhi ơi coi bít, à Nên Hùng coi bít giùm. Ok đó xuống đi. Đó trời ơi đúng mà đẹp như mơ luôn.